Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta đã quay trở lại Clan War giữa SPR và VK. Vâng. Tỷ số hiện tại đang là 2 đều, rất là căng thẳng. Sau khi Rainbow đã giành chiến thắng 2-0, đưa VK dẫn lên 2-0 thì suy SPR vào chi chết Rambo, giết chết Ipon và đã mang lại cái cân bằng cho hai bên. Ở trận đấu thứ 5 này thì chúng ta sẽ biết sẽ có một đối thủ Protoss, VK Magic, chính tôi đã sẽ ra chân sân ở trận này để đánh với cầu thủ Sui SPR. Chúng ta có thể thấy là sau một quá trình vì game này lốt hơi lâu nên khi bắt đầu trận tôi có vẻ hơi cóng tay. Tôi điều khiển probe của tôi chạy loạn xạ hết cả khắp Mineralize. Nhưng mà dù sao đây cũng là chỉ là một yếu tố nhỏ nhỏ thôi. Vâng, và Sui SPR là Tyrant màu đỏ spawn ở vị trí 7 giờ và VK Magic là Protoss màu xanh dương spawn ở vị trí 2 giờ. Và anh tại sao lại sau khi Ipon ra một Zac đã xuất hiện và chết thì mọi người lại cử anh Magic ra? Tôi specific nói với cả bảo mọi người là hiện tại tôi có một build rất kỳ lạ có thể loại các đối thủ của Tyran. Thì thực ra thì tôi đã thử nghiệm build này khá nhiều ở trên ladder và so far đến cái thời điểm mà tôi chơi ở trên trận này với cả Sui SPR thì tôi hoàn toàn chưa gặp ai để có thể defeat được cái build giờ hơi của tôi. Nhưng mà cái build giờ hơi của tôi thì mọi người sẽ thấy là thường thì nó chỉ work out, thường thì tôi chỉ áp dụng đối với cả những Tyrant lên Marine Marauders và Medivac. Vâng, và cái build này nó khá là kỳ quặc, cũng không kỳ quặc lắm nhưng mà nó các bạn sẽ thấy là tôi nghĩ là trong tương lai thì Tyrant sẽ phải học cách deal với cả cái build này. Vâng, và anh có thấy run hay cảm thấy lo lắng gì khi mà anh đã bước vào trận đấu này không? Khi mà đang dẫn trước 2-0, tự nhiên VK đã để thua 2 trận liên tiếp và đã bị mất cái đà thắng lợi. Thì anh có cảm thấy lo sợ khi anh bước vào trận đấu này không? Thực ra thì đứng ở vị trí người chơi của tôi, thực ra là trận này áp lực nhiều hơn trận khác vì trận này hơi nhiều người xem. Nhưng mà tôi thì tôi cũng khá tự tin khi đánh với Tyran, đặc biệt là với cái build mới này của tôi. Nếu mà thay bằng đây bằng đối thủ rớt thì tôi hoàn toàn là 100% tôi sẽ run và đề nghị là xin thua. Nhưng có vẻ như nhưng mặc dù đây là một đối thủ Tyran nên là tôi cũng không có, mặc dù hơi nervous một chút nhưng mà cũng không có gì là ghê gớm lắm. Vâng, và build của anh chúng ta sẽ được nhìn thấy trong một phút chốc nữa. Hiện tại thì xu hướng của Tyran lên vẫn là Marine Medivac. Chúng ta thấy được rằng là Sui SPR đã One Rex Expand và không ăn ga và ngay sau đây đóng thêm 2 Rex nữa, nâng tổng số Rex của mình lên 3. Vâng. Thực ra thì khi tôi cũng đã lúc trước scout bằng probe ở trong trận này thì tôi cũng đã để ý cái SPR không hề có gas. Và thực ra thì trong đầu óc của tôi khi mà đối thủ mà Tyran mà không xây ga thì thực ra chỉ có 2 build. Một là build Fast Expand mà hai là build All-In. Vì vậy nên là thực ra thì tôi cũng hơi lo vì đối thủ Sui SPR thực ra đã All-In đối thủ Rainbow một lần. Vì vậy anh ấy hoàn toàn có thể lên All-In tôi một lần nữa. Nên là tôi đang cẩn thận và send một con Marauders, send một con Stalker đến để scout thêm. Nếu mà tôi sẽ nhìn thấy đống Marine này, nếu mà nó nhiều hơn 6-7 con thì tôi đoán là chắc chỉ có thể All-In thôi. Và con Slugger đã rút về một cái an toàn. Không an toàn lắm. Mất thêm một ít máu ngoài ra ta, nhưng mà anh đã tìm thấy đã nhìn thấy số lượng của Marine đây và chỉ còn 5. Và đây anh có thể kết luận được rằng là Tyran sẽ không all-in không? Có thể nói chung là nếu mà là một cái weird timing all-in thì vẫn có thể all-in được, nhưng mà tôi cũng không hiểu sao lại làm như thế. Vì thực ra nếu mà all-in sớm hơn thì sẽ có lợi hơn, vì cái timing chủ yếu mà để có thể all-in chiến thắng thực ra là lúc mà trước khi cái warp wave research của Protoss có thể hoàn thành. Còn nếu mà sau đó rồi thì mà lúc đã đẻ được sentry ra rồi thì rất là khó, vì sentry thì cứ fog fuse liên tục thôi. Vâng, và anh đã đáp trả bằng việc hạ một cái nexus chuột xuống và xây thêm một gate, đã xây thêm một robotic nữa. Hiện tại thì Tyran đang move out với cả khoảng 11 con Marine. Thực ra thì lúc cái build này của tôi khá nhầm vì tôi build hơi nhiều Zealot.
vì thế nên là sẽ không tốt lắm. Thực ra sẽ phải build rất nhiều Marauder, rất nhiều Stalker. Vâng, và hai quả Force Field rất là chính xác. Anh đang micro rất cẩn thận. Và liệu đám Marine này có gây được damage gì không? Không, vâng. Anh hai con Sentry đã gần chết. Vâng, hai con Marine, hai con Sentry đã chết rồi. Thì hai con Sentry này thực ra là rất là expensive unit và đã phải hy sinh một cách đau đớn. Tuy nhiên là ở trên Lost Star thì có thể thấy là hiện tại Protoss vẫn đang Lost ít hơn 100. Trong khi đó thì thực ra hai bên đều cũng cùng expand gần như là cùng lúc, mặc dù Terran có expand một chút sớm hơn. Vâng, và chỉ đến bây giờ sau khi để 4 Rex thì chúng ta mới thấy được Sui SPA bắt đầu để 4 ga cùng một lúc. Và tôi nghĩ là anh sẽ take up từ đây. Vâng, và anh Masik thì sau khi để Robotic Facility để ra được một con Overseer thì anh ấy đã xem một cái Twilight Council. Không phải Overseer, tôi đánh chính lại, đấy là một con Observer. Và sau đó tôi đã xây thêm một cái Twilight Council và một cái Fox. Ra thì cái tôi có thể explain cái build này cho các bạn, đấy là tôi sẽ lên rất là fast Zero Charge và cùng với cả Plus One Upgrade. Vâng, và chúng ta đã thấy được rằng là Masik bây giờ chỉ ăn ga từ đúng một Assimilator. Đúng vậy, và ngay cả đến vỏ ga ngay của tôi chỉ có hai con ăn thôi. Như vậy chúng ta có thể thấy là đây là một tôi đã cắt hết cả ga để chỉ build, chỉ cần kiếm mineral để chơi rất heavy Zealot vào một cái timing rất là gọi là nhạy cảm đối với Terran, khi anh ý vừa xong Steam. Và thực ra thì lúc đó Medivac của anh cũng có thể chỉ có hai con. Thực ra nếu mà tôi timing chuẩn hơn một chút nữa thì tôi phải đợi cho anh ý cho hai con lên drop ship, vì thường là có rất nhiều Terran thích drop vào cái timing như thế này. Nhưng và nếu mà không drop thì cũng không làm sao cả. Bản thân tôi thấy là Terran phải biết được unit composition của Comfortos thì mới có thể có tìm được cách ứng phó hợp lý và chính xác nhất. Đa số hiện tại là sau khi con Archon được buff đến giờ thì Protoss có rất nhiều unit composition có thể dùng với Terran, và nhất là khi mà Terran lên heavy bio như thế này. Đúng vậy, hiện tại tôi đã xây thêm cả 2 gate nữa, tổng cộng sẽ thành 8 gate, và đang xây một proxy pylon đây chuẩn bị cho push ngay sau khi mà Zealot Charge và armor upgrade finish. Hiện tại thì ở trên Terran Base thì anh cũng đang bắt đầu xây Ghost và upgrade Steam cũng là sắp sửa hoàn thành. Và bản thân anh trước đây đã nói là rất khó để có thể đỡ được fast push này đúng không? Anh có nghĩ được cách nào cho Terran có thể đỡ được cách này hiệu quả không? Thực ra thì tôi đã thử với cả một số bạn push của tôi sẽ explain sau khi cái push này xảy ra. Nhưng đây, và đúng rồi, Zealot đã xông vào. Thực ra Terran luôn khi vâng, và Zealot đã hoàn toàn surround được một phần bio. Vâng, chúng ta phải kể đến hai quả Force Field rất là chính xác. Vâng, và lượng reinforcement của tôi sẽ nhanh hơn rất nhiều so với của Terran, thì hiện tại tôi có đến 8 gate, trong khi đó tôi biết chắc chắn là Terran không thể có quá 5 rank ở thời điểm hiện tại được. Vâng, và chúng ta đã thấy được uy lực của Zero Charge và cộng 1 attack. Không, đây là cộng 1 armor. Attack thực ra là không quan trọng lắm đối với cả Zero, vì anh muốn đã đánh rất khỏe. Vâng, và chúng ta thấy được Sui SPI đã phải mang nông dân ra, nhưng mà nông dân hoàn toàn không có tác dụng gì với con Zealot, chỉ cần rất nhiều, chỉ cần vài xoẹt là SCV đã chết. Vâng, thực ra bây giờ khi mà tôi chỉ cần keep Infox Zealot thì anh ấy cũng không thể đỡ được, vì anh đã mất một mỏ và hiện tại thì anh reinforcement sẽ rất là chậm. Tuy nhiên là tôi có thể giải thích là tại vì sao anh thua từ đầu, tại vì là
ra Terran lúc nào nhìn thấy một đống Zealot như thế và trong tay mình có một đống Marine Marauder như thế cũng nghĩ là cái đống Zealot này sẽ không làm gì đâu. Nhưng thực sự thì tôi đã chứng minh cho rất nhiều Terran thấy là với Plus One Armor thì hoàn toàn có thể giết được toàn bộ đống Bio, quân Bio như thế. Để deal với cả số lượng quân Bio như này thì chắc là Terran sẽ phải đứng vào một cái góc mà có nhiều building để che chắn. Ngoài ra thì sẽ rất không thì rất là khó. Tôi cam đoan là chỉ có một người ngày trước đã đỡ được của tôi, và anh ấy vì đã chơi với tôi khoảng 5 lần như thế nên là anh ấy đã cho tất cả quân vào góc và hy sinh toàn bộ expansion. Thực ra tôi có thể không push vào cái góc của đấy, nhưng mà tôi sẽ muốn thử push xem là có chết không. Và hóa ra anh không chết. Vâng, và đây là reinforce thứ hai, lần tấn công thứ hai. Sẽ rất khó cho Terran có thể đỡ được lần tấn công cuối này. Thật rất là hiệu quả đánh với Bio khi mà anh đã rút hết nông dân Angaza và để rất nhiều mineral, và suy SPR đã good game. Vâng, và sau khi VK thua 2 game thì VK Masic vào đã giành lại chiến thắng, chuỗi chiến thắng, và hiện tại tỷ số đang là 3-2. Chúng ta sẽ tiến đến game tiếp theo. Không biết rằng là SPR sẽ cử ai ra để chiến đấu với anh Masic đây. Vâng, chào, hẹn gặp lại các bạn.